Thương hiệu FC đang dần dần chiếm trọn được cảm tình của anh em chơi đồng hồ. Và hôm nay thì em sẽ mang đến với anh em một chiếc đồng hồ rất là dễ tiếp cận của thương hiệu FC, Fred Constant. Một chiếc FC 303 với vẻ ngoài thiết kế rất là chỉnh chu, thanh lịch và mang hơi hướng một cái chiếc đồng hồ wristwatch cổ điển. Có thể là gọi là một cái phiên bản tiểu Patek Philippe Calatrava. Và hôm nay sẽ là một cái phiên bản màu rất là hiếm các bác nhé. Một cái phiên bản màu mặt xám lục chuột và kim cọc màu vàng hồng, cực kỳ hiếm và lạ. Đeo trên tay nó rất là cá tính, sang trọng cũng như là với một cái độ hoàn thiện cực kỳ cao. Đó, các bác quan tâm những cái sản phẩm như này có thể đến trực tiếp cửa hàng đồng hồ Bùi Gia hoặc liên hệ với em Long Bùi với số điện thoại, số Zalo là 0973 816 72. Quay trở về với chiếc FC Classic Index ngày hôm nay thì đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ có đường kính mềm mặt là 40mm. Về với cái tình trạng là hàng qua sử dụng nước, tình trạng rất đẹp để các bác có thể trải nghiệm một chiếc FC 303 này với một mức giá cực kỳ tốt, trang bị đầy đủ tính năng là lên cốt tự động, lên cốt bằng tay và dừng kim dây khi chỉnh giờ, để các bác có thể trải nghiệm một chiếc FC Classic Index cực kỳ đẹp tới từ Fred Constant. Đó, với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ được trang bị một cái lớp kính sapphire nguyên khối có độ cong nhẹ, các bạn thấy không? Nó tạo ra hiệu ứng rất đẹp mắt và long lanh trên bề mặt đầu chiếc đồng hồ này, với bộ kim cọc số được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao, mặt màu xám lông chuột chảy tia sunburst cho những cái hiệu ứng tuyệt vời khi mà các bác đeo chiếc này ơi đầy đủ sáng, thì phải nói là nó sẽ là một cái sản phẩm, một cái item rất là tuyệt vời cùng với cả các quý ông khi mà đi đến những cái dự những cái lễ hội, những cái event quan trọng đó, hay là một cái chiếc đồng hồ đi cùng với bác đến những cái công việc thường ngày đều rất là tuyệt vời. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có tên của thương hiệu Fred Constant Geneva, ngoài automatic chuyển switch made và ô lịch ngày góc 3 giờ đây. Một cái thiết kế đơn giản thôi nhưng được hoàn thiện với độ hoàn thiện cao, kim cọc bắt sáng cực kỳ tốt, tạo ra một cái chiếc đồng hồ rất là đẹp mắt và cuốn hút trên cổ tay của quý ông. Bộ kim của và cọc số của chiếc này sẽ đều được đính dạ quang Super Luminova để các bác có thể xem giờ trong điều kiện thiếu sáng, và được mạ vàng hồng rất là nổi bật, cùng với đó là cái sự tinh tế trong cái thiết kế và độ hoàn thiện đánh bóng rất kỹ càng cho một cái chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp khi mà đeo trên cổ tay. Phần chiếc này sẽ được thiết kế với phần càng nó khá là ôm tay, cùng với đó là đường kính 40mm. Chỉ cần các bác cổ tay khoảng 15,5 trở lên là đã có thể đeo đẹp với chiếc đồng hồ này rồi. Đó, phần bezel là mỏng và hoàn thiện bóng như này, tạo ra một cái hiệu ứng rất là sang trọng cũng như là lấp lánh trên cổ tay của anh em. Chiếc này chúng ta sẽ là một chiếc cổ điển Classic Index, nên là nó sẽ làm theo nguyên mẫu một chiếc đồng hồ cổ điển nguyên bản các bác nhé. Với một cái đáy kín và phần đáy xoáy này sẽ cho khả năng chống nước tốt hơn rất là nhiều. Ở trên này nó sẽ có một cái vài cái vân tay của em thôi, lau đi là hết, không vấn đề gì. Tên của dòng sản phẩm Fred Constant Geneva này, chuyện Swiss Made, dòng sản phẩm Classic chống nước ở 5 ATM tương đương với 50m, sử dụng kính sapphire và mã series của sản phẩm ở đây. Đó, đi cùng với đồng hồ chúng ta sẽ có bộ dây da cá sấu màu nâu và khóa cài jean đến từ Fred Constant. Và em sẽ ướm chiếc này trên cổ tay để các bác có thể cùng nghe trải nghiệm vào chiếc Fred Constant mật màu rất hiếm này. Cái màu xám lông chuột này với phần trải tia sunburst đẹp mắt, các bác đeo trên tay sẽ cực kỳ lạ mắt, hiếm và sang trọng nữa. Phù hợp với những trang phục công sở thánh lịch hoặc những trang phục thường ngày, đeo trên tay trẻ trung, lôi cuốn và cực kỳ bắt mắt với chiếc FC 303 này. Và chiếc này thì hãng bán mới mức giá là đâu đó khoảng 30 triệu. Tuy nhiên là bên em đang có một chiếc duy nhất. Đó, cực kỳ đẹp. Sẽ có bảo hành 3 năm, hỗ trợ bảo hành trọn đời và tặng các bác một bộ dây da cá sấu nữa, tùy loại, tùy màu các bác lựa chọn nhé. Thì chiếc này em đang giao lưu mức giá là 12.500.000 cho chiếc Fred Constant tuyệt đẹp này. Các bác có nhu cầu có thể đến trực tiếp cửa hàng Seaquart Authentic để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Các bác ở xa không có điều kiện đến để lên tay trực tiếp, có thể liên hệ với em để tư vấn với số điện thoại của Zalo là 0973 816 72. Em có thể gửi hàng tận nhà để các bác kiểm tra, nhận hàng và thanh toán khi mà nhận cọc 15% giá trị sản phẩm. Tất nhiên là cam kết hàng chính hãng 100%, có thể bao check ở bất cứ trung tâm uy tín nào và hỗ trợ bảo hành trọn đời. Đó, mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ với em Long để được tư vấn và biết thêm thông tin về sản phẩm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của kênh Seaquart Authentic.